chấn động tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, tháng 12 âm lịch, vượt lên vận hạn, tài lộc như ý, tiền tỷ về tay, giàu hơn trúng số. Sinh thời hiếu nghĩa mẹ cha, vinh hoa phú quý tiền tài bao la, bốn mùa phất lộc vượng gia, không lo thất bát an khang rạng ngời, lộc sinh phúc lộc tuyệt vời, ấm no hạnh phúc muôn đời thịnh hưng. Chào quý cô bác tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, đã đến và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao cho chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc? Trong nghịch cảnh mỗi buổi sớm tinh khôi, Mậu Tuất sẽ mỉm cười đón ánh bình minh khi hoàng hôn buông xuống, lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Mậu Tuất hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Mậu Tuất phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, cô bác tuổi Mậu Tuất đã phải tìm đến video này hẳn là cuộc sống của Mậu Tuất không được dễ dàng là mấy. Mậu Tuất thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Mậu Tuất hãy luôn cảm thấy biết ơn ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Mậu Tuất những điều bất như ý cô bác nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh Mậu Tuất hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Mậu Tuất đang có. Dù thuận lợi hay khó khăn cũng đều là an bài, tốt nhất của cuộc đời, bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Mậu Tuất. Vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác Mậu Tuất nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy cô bác dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Mậu Tuất thay đổi thì thái độ của Mậu Tuất cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Mậu Tuất sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Mậu Tuất chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Cô bác Mậu Tuất thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Mậu Tuất có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người cô bác nhé. Thưa quý cô bác tuổi Mậu Tuất, thiên can Mậu kết hợp với địa chi Tuất mang ý nghĩa tiến sơn chi cầu, chó vào núi. Nam mạng sinh năm 1958 mệnh Mộc, bình địa Mộc, người mệnh Mộc có phong thái của một người làm quan lớn, nếu là đàn ông thì hiên ngang, khí phách, can đảm, nếu là phụ nữ lại có chút nam tính. Nước da của những người Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc thường không đẹp, da nhờn, hơi tối, gương mặt nghiêm nghị và lưng ngực thường bị trứng cá, răng vàng, nướu đỏ và mắt không sáng. Người tuổi Tuất mệnh Mộc tính cách được ví như gió, họ nhanh nhẹn, lối tư duy mạch lạc, đầu óc nhạy cảm, đến và đi cũng nhanh như một cơn gió. Nhưng gió cũng hay thay đổi, nên nhìn chung những người này có cá tính không ổn định, lúc giông bão, lúc lại nhẹ nhàng. Họ tưởng tượng nhiều hơn thực sự gắn bó với kế hoạch. Điểm bất lợi của người mệnh Mộc là ở tính hay chống đối, dễ gây mâu thuẫn và không được lòng lãnh đạo. Mặt khác người Mậu Tuất là người khôn ngoan, đáng tin cậy, họ năng động, tự tin, nghiêm túc, hào phóng, công bằng, hiểu biết, có lòng trắc ẩn, ngoại giao tốt. Những người này rất gan dạ, can đảm, đôi khi táo bạo, cục cằn, nếu không tu dưỡng tâm tính sẽ dễ trở thành tội phạm vì tính tình hung hăng, ưa bạo lực. Người mệnh Mộc đại diện cho sức sống mãnh liệt, nếu họ biết nhún nhường, bình tĩnh, sẽ được nhiều người giúp đỡ, may mắn trong cuộc sống, nhưng nếu là kẻ kiêu ngạo, bốc đồng thì dễ gặp xui xẻo, làm việc gì cũng không thành. Trong vai trò người lãnh đạo, người mệnh Mộc là người tích cực, chủ động, họ thường gương mẫu đi đầu khi tham gia những công việc khó khăn. Nhưng những người như vậy có xu hướng bị người khác ghen tị và cũng thường ghen tị người khác nên dễ bị kẻ xấu hãm hại, nếu không cẩn thận dễ gây họa vào thân. Vốn là người nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng nên người mệnh Mộc phù hợp với công việc có độ bền cao, đòi hỏi trí tuệ cao và họ phát huy được bản thân khi làm công việc liên quan tới giao tiếp vì họ thích giao lưu, gặp gỡ người lạ. Tiếp theo là vận trình tổng quan bốn phương diện người tuổi Mậu Tuất 1958. Trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch thấy rằng
có vẻ như tháng cuối cùng của năm 2023 sẽ trôi qua không mấy dễ dàng với người tuổi Mậu Tuất. Con giáp này cần chú ý hơn đến cách hành xử của mình, chớ tự tin thái quá mà tự đẩy mình vào rắc rối. Phương diện sự nghiệp không được thuận lợi, do bạn phải chịu tác động của cục diện tương hình. Thời điểm này bạn quá tin tưởng vào suy nghĩ và phán đoán của mình, nên lúc nào cũng muốn tiến về phía trước, song lại bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác. Trong các mối quan hệ bạn cũng quá thẳng thắn, nên thường vô tình gây tổn thương cho người khác. Chuyện tài lộc cũng không có những bước phát triển như dự đoán, dù bạn đã phải vất vả chẳng kém ai. Bản mệnh nên thận trọng hơn trong việc đưa ra các quyết định, nếu không dễ rước họa vào thân, thậm chí phải dùng tiền của bản thân để đền bù thiệt hại. Phương diện tình cảm có chút ít dấu hiệu khởi sắc với người độc thân, đặc biệt là nữ mệnh. Tuy nhiên mọi chuyện có thành hay không chủ yếu phụ thuộc vào thái độ của bạn. Còn với những người đã có đôi có cặp, hai người thường xuyên cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt, khiến bầu không khí gia đình trở thành căng thẳng. Về phương diện sự nghiệp, con đường sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất sẽ chẳng mấy suôn sẻ trong tháng 12 âm lịch này. Bạn cần chuẩn bị tinh thần đối diện với khó khăn, đồng thời kịp thời nhìn nhận các khuyết điểm của bản thân để có thể sửa đổi. Dưới tác động của cục diện tương hình, bạn đang quá kiêu ngạo và có niềm tin mù quáng vào bản thân rằng mọi quyết định mình đưa ra đều chính xác. Chính vì vậy, bạn bỏ ngoài tai lời khuyên của người ngoài và lập tức bắt tay vào những kế hoạch mình đề ra. Tuy nhiên, đến khi thực hiện bạn mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Những lúc vướng mắc hoặc phạm phải sai lầm, con giáp này nên hạ cái tôi của mình xuống để chủ động nhận lỗi. Chỉ khi bạn dám đối diện và thừa nhận lỗi lầm của bản thân, bạn mới có thể sửa đổi để tiến bộ được. Đừng luôn tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc mọi người xung quanh. Nguyệt lệnh lâm mộ cũng khuyên bạn nên dành nhiều thời gian hơn nữa để học hành và bổ sung kiến thức. Nếu cứ mãi quẩn quanh ở những điều quen thuộc, bạn sẽ dậm chân tại chỗ, tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Trong lối hành xử hàng ngày, bạn cũng cần khiêm tốn và nói năng hành xử có suy nghĩ hơn. Nếu không dễ làm mất lòng người khác, đến khi thật sự cần đến sự giúp đỡ thì sẽ không còn ai chủ động vươn tay ra với bạn nữa. Về phương diện tài lộc, theo tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, tình hình tài chính của người tuổi Mậu Tuất cũng không đạt được bước tiến đáng kể trong thời điểm này. Có lẽ đã đến lúc bạn xem lại định hướng của mình, nếu sai sót ở đâu thì nên sửa đổi ngay, đừng để tiền tiếp tục thất thoát. Cục diện tương hình khuyên bạn nên cân nhắc kỹ càng hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bởi không phải lúc nào nhanh nhẹn cũng là tốt. Vì quyết định mọi vấn đề quá vội vã, nên có thể bạn sẽ không lường trước được những khó khăn mình gặp phải, chưa kịp kiểm chứng kỹ càng thông tin hoặc chưa lượng được sức mình. Trong mối quan hệ với khách hàng, đối tác, con giáp này khiêm tốn và lắng nghe nhiều hơn, đừng lên tiếng chỉ trích người khác khi chưa hiểu tình hình thực tế rõ ràng. Nếu bây giờ bạn phá hoại các mối quan hệ, thì đến khi làm việc lớn, bạn sẽ chẳng còn mối quan hệ để nhờ vả, dựa dẫm hoặc hợp tác. Nguyệt lệnh lâm mộ cũng khuyên bạn nên dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị các yếu tố nhân lực, vật lực cần thiết. Người trẻ tuổi dù muốn thử thách bản thân đến mấy cũng cần phải thận trọng. Đừng học đòi theo người khác hoặc theo đuổi những thứ quá xa vời, nếu không bạn sẽ chỉ tốn công tốn sức mà vẫn sôi hỏng bỏng không. Với người làm công ăn lương, bạn nên hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ được phân công để đảm bảo cho lương thưởng cuối năm của mình, hạn chế phạm sai sót, phải dùng tiền của mình để đền bù thiệt hại. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Căn cứ tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, phương diện tình cảm của con giáp này cũng không có nhiều điểm sáng. Có lẽ bạn cần thay đổi thái độ của mình khi đối diện với tình yêu. Với người còn độc thân, thực tế thì tháng này bạn được các tinh thái âm chiếu mệnh, nên đường tình duyên vẫn khá sáng. Đặc biệt là đối với nữ mệnh, bạn có thể được bạn bè người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Tuy nhiên, có vẻ như bạn chưa thật sự muốn dành thời gian cho một ai đó, nên luôn tìm cách từ chối. Hãy duyên dáng hơn trong cách hành xử, đừng khiến những người có thiện chí với mình tổn thương. Hơn nữa, biết đâu nếu mở lòng trò chuyện với người khác, bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều quan điểm, suy nghĩ giống mình. Với người đã có đôi có cặp, bầu không khí gia đình bạn có vẻ không ổn vì đôi bên suốt ngày tranh cãi nhỏ nhặt. Đã đến lúc hai bạn cần bao dung nhiều hơn cho nhau, nếu cứ chi li tính toán thì chẳng ai có thể sống thoải mái được. Hãy nghĩ về những gì hai người đã trải qua và những gì hai người đang cùng nhau gây dựng, bạn sẽ cảm thấy trân trọng hơn những gì mình đang có, từ đó có cách cư xử phù hợp hơn với nửa kia. Về phương diện sức khỏe, căn cứ tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất khá ổn định trong thời điểm cuối năm này. Dù áp lực ập tới liên tiếp, có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, thời điểm này
bạn cần giữ thái độ bình tĩnh khi giao tiếp với người khác, hạn chế xô xát vừa gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ, vừa có thể bị thương ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu gặp chuyện khó giải quyết, đừng ngại tâm sự hoặc hỏi ý kiến mọi người xung quanh, dù cuối năm là thời điểm ai cũng bận rộn. Song bạn nhớ duy trì lối sống khoa học, ăn ngủ đúng giờ, chú ý rèn luyện thể dục thể thao để cơ thể luôn khỏe mạnh. Thưa quý cô bác anh chị, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta đã khép lại một năm 2023 dài đằng đẵng. Đối với Minh Đường tử vi thì năm qua khá nhiều may mắn, nhờ được các thầy tử vi dự đoán được tương lai, nên biết tránh những họa hại vận vào mình nên cũng bớt phần đen đủi. Không biết quý cô bác anh chị Mậu Tuất có ổn không ạ? Hãy bình luận xuống bên dưới video để Minh Đường tử vi được biết nhé. Trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng 12 âm lịch này, Minh Đường tử vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm về năm 2024 của quý cô bác anh chị tuổi Mậu Tuất. Vậy năm này là hung hay cát? Xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường tử vi nhé. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa. Xét theo ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương sinh với mệnh mộc của tuổi, như vậy là rất tốt. Thiên can Mậu gặp Giáp, xung khắc, địa chi Tuất gặp Thìn, tứ hành xung. Nhìn chung trong năm 2024 này, vận trình tử vi tuổi Tuất 1958, nam mạng, sẽ có nhiều cơ hội và thách thức. Nếu chủ mệnh chăm chỉ, nỗ lực, cầu tiến, thì sẽ đạt được những kết quả như mong đợi. Trong cuộc sống đôi khi có những chuyện bất ngờ xảy ra, chỉ cần bình tĩnh xử lý thì sẽ được êm xuôi, tốt đẹp. Xét tổng quan năm Giáp Thìn 2024. Đối với Mậu Tuất nam mạng, nam mạng Mậu Tuất trong năm này có hợp, có xung. Điều này nhắc nhở mệnh chủ làm việc gì cũng cần có sự chuẩn bị, không nên nóng vội, hấp tấp, luôn vui vẻ, lạc quan, để có sức khỏe tốt. Có như vậy quý ông mới thực hiện được nhiều dự định ấp ủ trong năm này. Trong năm 2024 này, sự nghiệp của nam mạng tuổi Mậu Tuất được cho là ổn định. Nếu chủ mệnh là người hướng tới sự an toàn, không muốn cuộc sống biến động thì nên duy trì công việc cũ. Còn nếu muốn đầu tư trong năm nay thì phải có sự tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng. Là người chăm chỉ, cần cù, nam Mậu Tuất thường đảm nhận một khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên trong năm 2024, chủ mệnh cần để ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình, nên làm việc với khối lượng vừa phải để tránh tinh thần căng thẳng, lo âu. Trong năm Giáp Thìn, tình hình tài chính của quý ông tuổi Mậu Tuất không có nhiều biến động, chủ mệnh vẫn duy trì những nguồn thu đều đặn từ công việc chính của mình. Nếu là người có lối sống giản dị, chi tiêu tiết kiệm thì nam tuổi Mậu Tuất sẽ dành dụm được một khoản tiền cho tương lai. Năm nay, quý ông sẽ có những niềm vui bất ngờ từ những món quà biếu tặng của con cháu. Chủ mệnh không phải bận tâm quá nhiều về chuyện tiền bạc, chỉ cần giữ lối sống mộc mạc, giản dị, như vậy vừa làm gương cho con cháu, vừa giúp đời sống tinh thần an lạc, thoải mái hơn. Tuổi Mậu Tuất 1958 nam mạng là những người sống tình cảm nhưng ít thể hiện tâm tư của mình ra bên ngoài. Vì thế trong gia đình, chủ mệnh thường kiệm lời, nghiêm khắc, ít nói, nhưng sống đúng chuẩn mực. Năm 2024, phương diện gia đạo của nam Mậu Tuất sẽ được yên vui, hòa hợp. Nếu bản mệnh kiềm chế được sự nóng nảy, trong gia đình có nhiều thế hệ đôi khi không thể tránh khỏi sự mâu thuẫn xung đột. Nhưng điều quan trọng là người lớn tuổi trong gia đình luôn bao dung, chia sẻ với các thành viên để mọi người đồng cảm, gắn kết với nhau. Sức khỏe là sự giàu có lớn nhất đối với nam mạng tuổi Mậu Tuất ở độ tuổi hiện tại. Vì vậy bản mệnh cần phải duy trì những thói quen tốt, hạn chế những thói quen xấu ảnh hưởng tới sức khỏe. Năm 2024 nếu muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì Mậu Tuất nam mạng nên đi khám kiểm tra định kỳ. Hơn nữa đời sống tinh thần lúc nào cũng phải lạc quan vui vẻ, dù đôi khi sẽ gặp phải chuyện không thuận lợi, nhưng chỉ cần bình tĩnh đón nhận thì những điều tốt đẹp sẽ đến. Đối với nữ mệnh Mậu Tuất, tổng quan vận trình tử vi năm 2024 của nữ mạng tuổi Mậu Tuất có thuận lợi và cũng có những thử thách. Nếu mệnh chủ là người tính tình hiền lành, dĩ hòa vi quý, an phận thủ thường thì cuộc sống sẽ được bình an, không nhiều biến động. Còn nếu muốn thực hiện nhiều dự định trong năm này thì phải có kế hoạch và sự chuẩn bị tốt. Nữ Mậu Tuất 1958 trong năm Giáp Thìn sẽ ít phải lo lắng về những gánh nặng trong cuộc sống. Ở độ tuổi 67, quý cô có nhiều thời gian hơn bên con cháu, chứng kiến sự trưởng thành của các con, sớm tối quây quần bên người thân của mình là điều khiến quý cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Nữ mạng tuổi Mậu Tuất là người cần mẫn, chăm chỉ, vì thế ngay cả khi nghỉ hưu rồi thì mệnh chủ vẫn duy trì công việc nhẹ nhàng để không bị nhàm chán mỗi khi rảnh rỗi. Trong năm 2024 này, tuổi Tuất nữ mạng sẽ không có biến động nhiều về mặt công việc, mọi thứ vẫn theo quỹ đạo trước đó. Nếu Mậu Tuất nếu ưa sự an toàn, bền bỉ thì không nên thay đổi công việc trong năm nay. Hơn nữa, ở độ tuổi 67,
cũng là thời điểm quý cô nên hài lòng với những thành quả hiện tại của mình. Trong năm 2024, vận tài chính của nữ mạng Mậu Tuất khá ổn định, mệnh chủ vẫn có những nguồn thu nhập từ lương hưu, lương hàng tháng, là người cẩn thận, sống giản dị, nên quý cô sớm đã có những khoản tiết kiệm dự trữ cho mình. Trong năm 2024, ngoài việc tiết kiệm ra, nữ Mậu Tuất 1958 cũng nên dành một khoản tiền để trải nghiệm tận hưởng cuộc sống. Những chuyến du lịch đây đó, thăm vãn người thân lâu ngày chưa gặp, sẽ giúp quý cô có thêm niềm vui tích cực. Tuổi Mậu Tuất 1958 nữ mạng là con người của gia đình, dành cả đời để vun vén, xây dựng mái ấm. Ở trong nhà mệnh chủ là người lớn tuổi nhất, lúc nào cũng mẫu mực, hành xử đúng đắn để làm gương cho con cháu. Trong năm 2024 này, gia đạo của nữ Mậu Tuất được an vui, hòa hợp, mệnh chủ là người khéo léo, luôn biết cách hòa giải mâu thuẫn trong gia đình, gắn kết các thành viên lại gần nhau hơn. Năm nay quý cô hãy tiếp tục phát huy điều đó để gieo hạt giống yêu thương cho con cháu sau này. Bước sang độ tuổi 67, sức khỏe là điều quan trọng nhất với nữ mạng tuổi Mậu Tuất, có sức khỏe là có tất cả. Người sống khỏe mạnh thì cả về thể chất lẫn tinh thần đều được đủ đầy. Vì vậy trong năm 2024, mệnh chủ nên tích cực thực hiện những thói quen tốt, duy trì lối sống lành mạnh, thăm khám sức khỏe định kỳ. Hơn nữa, nữ tuổi Tuất 1958 nên tránh những chuyện thị phi để không làm mất tinh thần, hao tổn năng lượng. Dành thời gian nhiều hơn để tu tập, thiền định, khỏe mạnh từ trong ra ngoài thì sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Và bây giờ xin mời quý cô bác anh chị tuổi Mậu Tuất đến với luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023 nhé. Tử vi tuần 1, tuổi Mậu Tuất tháng 12 âm lịch 2023. Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Mậu Tuất có vận trình hung cát đan xen, những xui xẻo đa phần tập trung nhiều ở khoảng thời gian đầu tuần, cuối tuần có khởi sắc hơn chút. Con giáp này nên cẩn thận trong chuyện làm ăn, thời gian này dễ bị tiểu nhân cạnh tranh bẩn, ganh đua nhau từng chút một, đặc biệt là những người đang xuất ngoại, ai đang làm những công việc nguy hiểm thì cần mang đồ bảo hộ đầy đủ và cẩn thận trong quá trình làm việc. Vận tài lộc có dấu hiệu khởi sắc về nửa sau tuần mới, đặc biệt là nam sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữ, đầu tuần đề phòng mất của. Nam giới nên tiếp thu ý kiến của người lớn tuổi, đừng bảo thủ, nữ giới thì nên chăm lo giữ tiền cho gia đình, quản lý tốt các khoản chi hàng ngày. Vận trình tình duyên có chút trắc trở, tuổi Mậu Tuất số đào hoa phong lưu, đa tài, ăn nói khéo, nên hay được để ý. Người độc thân nên cẩn thận kẻo vướng vào mối tình ngang trái, vô tình làm kẻ thứ ba. Người có gia đình nên kiểm soát bản thân thật tốt để không sa ngã. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân, Tỵ. Con số may mắn: nam 5, 7, 34, 87, 90, nữ 8, 86, 40, 23. Tử vi tuần 2, tuổi Mậu Tuất tháng 12 âm lịch 2023. Vận may sẽ đến với tuổi Mậu Tuất, tuy nhiên đến có nhiều hay không chủ yếu là nằm ở cách ăn nói của bản mệnh. Con giáp này chớ ăn nói bừa bãi kẻo rước họa vào thân, công việc tiến triển như ý muốn, nhiều người được nhận dự án lớn hoặc được thăng chức bất ngờ. Bên cạnh đó, tuổi Mậu Tuất cũng cần biết rằng đôi khi mình phải chấp nhận rủi ro để đạt được thành công như mong muốn, không có thành công nào là dễ dàng hết nên đừng đòi hỏi quá cao. Về tài chính, nếu muốn thuận lợi thì phải tránh xa kiện tụng, tranh đấu, e rằng khó tụ tài, đồng tiền sạch bao giờ cũng có lộc và trường tồn, hãy làm ăn lương thiện thì trời xanh có mắt, sớm có lộc lá, nếu có chuyện gì phát sinh thì cũng cứ hãy bình tĩnh, rồi quý nhân sẽ tìm ra giải pháp giúp bản mệnh sớm thôi, càng nóng giận càng mất tiền. Trong tuần tuổi Mậu Tuất có thêm nhiều mối quan hệ mới, hay được bạn bè giúp đỡ, động viên, cần thể hiện thái độ cởi mở đón nhận lòng tốt. Người độc thân nhận được lời tỏ tình, các cặp đôi đang yêu bản tính chuyện trăm năm nhưng chớ hấp tấp, làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, xám. Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Hợi. Con số may mắn: nam 5, 4, 12, 69, 54, nữ 2, 57, 36, 77. Tử vi tuần 3, tuổi Mậu Tuất tháng 12 âm lịch 2023. Những niềm vui nhỏ trong công việc mang lại cho tuổi Mậu Tuất khá nhiều hy vọng. Mọi người tạo điều kiện thuận lợi cho con giáp này phát triển, người buôn bán cứ sởi lời sẽ đông khách, đừng quá kỹ tính vì sẽ mất lộc.
Về tài chính, tuổi Mậu Tuất phải cẩn thận kẻo bị lừa. Gần đây chiêu trò lừa tiền qua mạng xã hội rất tinh vi, đừng cho ai vay tiền trên mạng. Muốn vay thì gặp nhau trực tiếp. Ngoài ra, trong tuần mới bản mệnh cũng không nên mua những đồ vật có giá trị lớn hoặc cho người khác mượn đồ, không thuận lợi. Về tình cảm, tuổi Mậu Tuất dễ gặp tiểu nhân, bản tính nghi hoặc nên dễ phiền não vô ích hay ghen tuông vớ vẩn. Thời gian này chuyện yêu đương có vẻ chững lại, không còn mặn nồng như trước đây, là lúc cả hai cân bằng cuộc sống của mình. Người có gia đình khá nóng tính hay nặng lời với nửa kia. Tuần này tuổi Mậu Tuất được nhắc nhở dù có thấy may mắn cũng không nên chủ quan. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ, nhưng không ai gánh nổi đường sức khỏe hộ bản mệnh. Làm gì cũng nên chú ý đến cơ thể của mình, đừng để tiền thuốc quá tiền lương. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Con số may mắn: nam 4, 7, 70, 92, 06, nữ 2, 45, 29, 37. Tử vi tuần 4, tuổi Mậu Tuất tháng 12 âm lịch 2023. Tuổi Mậu Tuất gặp khá nhiều may mắn trong tuần mới, không còn vất vả như tử vi tuần cũ dự báo. Đặc biệt là những ai đang vất vả bôn ba ở xa quê, những khó khăn dường như biến thành động lực trong tuần này, công việc trăm bề thuận lợi. Những ai đang làm công việc phải di chuyển nhiều hoặc ai đang xuất ngoại, con giáp này sẽ tìm thấy niềm vui trong thành tựu. Một thời gian tốt cho các bước chuyển nghề nghiệp hoặc đi xa công tác, đừng ngại ngần, càng bôn ba càng có tiền. Vận tiền tài có dấu hiệu khởi sắc, tuổi Mậu Tuất chăm chỉ cày cuốc, nữ không thua kém gì nam, tiền bạc do vất vả mà có được nên bản mệnh rất quý trọng đồng tiền. Một tuần tốt đẹp về tài chính, con giáp này không cần phải lo lắng về các khoản chi tiêu của mình, giỏi chắt góp sẽ có khoản tiền to. Vận tình cảm cũng khá vượng, với nữ giới mọi sự liên quan đến nhân duyên đều tốt lành. Từ giờ hãy điềm tĩnh và buông bỏ những suy nghĩ phiền muộn về các mối quan hệ khiến bản thân không thoải mái. Bản mệnh có quyền đối xử tốt với bản thân và từ chối những người xấu tính. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. Con số may mắn: nam 1, 83, 44, 18, nữ 5, 26, 67, 75. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, ai cũng sẽ luôn phải đối mặt với những khó khăn, thất bại và phiền não xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Khi đối mặt với những điều không như ý, nếu có thể giữ được tinh thần lạc quan, tự tin và rộng mở thì có thể chuyển bình thường thành giàu có, khó khăn thành thoải mái và thậm chí có thể chuyển sự đau khổ trở thành những trải nghiệm tu dưỡng cho bản thân. Đây chính là đạo lý, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. 1. Bảo trì tâm đơn giản. Con người ta thường bởi vì suy nghĩ quá nhiều mà khiến cuộc sống trở nên phức tạp, như người xưa giảng rằng, cáo ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá đôi mét rộng, ruộng tốt vạn khoảnh ngày ăn cũng không quá ba bữa cơm, đạt đến một cảnh giới tinh thần cao thượng rồi. Người ta sẽ ngộ ra rằng, đơn giản chính là một loại hạnh phúc vô cùng dễ dàng có được nếu con người ta sống không quá chấp nhất, truy cầu. 2. Không hối hận. Đời người có rất nhiều quyết định và lựa chọn, mỗi sự lựa chọn sẽ mang đến những kết quả khác nhau, nhưng khi nhìn lại tất cả đều sẽ là những bài học, có bài học là chính diện, có bài học là phản diện. Kẻ trí không ôm giữ lòng hối tiếc, cũng không ôm giữ tâm oán hận, biết lấy quá khứ làm gương soi mình để tiếp tục tu dưỡng bản thân. 3. Lý trí. Mỗi người đều có cả hai nhân tố thiện và ác, để kiềm chế phần ác và phát triển phần thiện, người ta phải dựa vào lý trí. Lý trí là phân biệt rõ thiện ác đúng sai và có năng lực khống chế hành vi của bản thân. Trên thực tế, người lương thiện nhất chính là người có lý trí. 4. Hiếu thảo với cha mẹ. Trong trăm điều thiện, trước hết là hiếu thuận, hiếu kính với cha mẹ. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mà còn vâng theo tâm nguyện của cha mẹ. Để đấng sinh thành vui lòng, trong trời đất, đối với con cái, cha mẹ là quan trọng nhất. Hiếu kính với cha mẹ là việc tích đức đơn giản, nhưng tốt đẹp còn hơn cả cầu thần, bái Phật. Phật dạy về chữ hiếu rằng, thỉnh 100 chỉ giới cao tăng đức độ, 100 tiên nhân, 100 bằng hữu tới thất bảo, nuôi dưỡng hàng trăm loại điều lành, việc thiện, trồng hàng trăm loại dược liệu chữa bệnh, trồng hàng trăm kiếp cũng không phúc đức bằng một lần thành tâm niệm hiếu, cung cấp phụng dưỡng chính cha mẹ mình, tích đức cho cha mẹ mình. 5. Phóng sinh.
Phóng sinh thực ra là cứu mạng, chỉ khác với cứu người ở chỗ không phải đồng loại với mình. Phật giáo tin rằng chúng sinh bình đẳng, vạn vật ngang hàng, nên phóng sinh cũng như cứu được mạng người đều có ý nghĩa. Trong dân gian, phóng sinh thường xuyên được sử dụng để tiêu tai, giải nạn, lấy việc cứu được sinh mạng để tích đức, làm phúc. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.